Vâng, hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Alphard Computer. Và tiếp tục sẽ là một trong những cái video mà mình giới thiệu đến cho anh em những bộ cây PC đang được bán tại Alphard. Và đối với bộ cây mà mình giới thiệu đến cho anh em trong video này thì nó sẽ không hướng tới đối tượng đó chính là những người chơi game, mà nó sẽ hướng tới đối tượng đó chính là những người làm việc đồ họa một cách chuyên nghiệp. Và bộ cây trong video mình giới thiệu đến cho anh em thì nó sẽ có mức giá đối trên là khoảng 30 triệu đồng. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em khám phá từng linh kiện có ở trên bộ cây này. Đầu tiên là về phần CPU thì chúng mình sẽ chọn chiếc CPU đó chính là AMD Ryzen Threadripper 1920X. Các bạn sẽ có tới đó chính là 12 nhân và 24 luồng xung nhịp. Và xung nhịp của nó đạt ở cái mức cơ bản lên tới đó chính là 3.5GHz. Ngoài ra khi mà chúng ta turbo boost lên tới đó chính là 4GHz. Và chưa dừng lại ở đó thì với việc sử dụng nhiều nhân và nhiều luồng như thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn trong cái việc mà chúng ta ép xung một cách khá là dễ dàng. Và để lắp được chiếc CPU Ryzen Threadripper 1920X này thì mình sẽ sử dụng một chiếc mainboard thuộc socket TM4. Và sự lựa chọn của mình sẽ là chiếc mainboard đến từ Asrock X399 Phantom Gaming 6. Cái điểm đáng chú ý nhất của chiếc mainboard này thì nó sẽ có tới đó chính là 8GB RAM. Và các bạn có thể cắm cũng như nâng cấp nó lên 32 thậm chí là 64GB. Và các bạn sẽ có thêm tới 3 cổng PCIe nữa. Về phần RAM thì mình sẽ ưu tiên cái độ đẹp lên hàng đầu. Vậy nên thì sự lựa chọn của mình sẽ là ZSQ Trident Z RGB. Vậy các bạn sẽ có đó chính là 2 thanh 8GB. Tức là các bạn sẽ có đó chính là 16GB RAM. Và về cái độ đẹp của chiếc RAM này thì mình không cần phải nói nhiều nữa. Và mình sẽ nói thông số một chút thì nó sẽ có bớt RAM đó chính là 3000. Đối với VGA thì sự lựa chọn của mình sẽ chính là chiếc Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8GB. Và cái lý do mà mình chọn chiếc VGA này thì nó có một cái lý do khá là đơn giản, đó chính là việc mà mình sử dụng chiếc Threadripper 1920X đến từ AMD rồi. Vậy nên thì mình muốn sử dụng một chiếc card đồ họa cũng đến từ AMD cho cái việc đồng bộ của nó tốt hơn trong quá trình mình sử dụng. Với ổ cứng thì mình sẽ sử dụng ổ cứng SSD đến từ Kingston, chiếc A1000. Các bạn sẽ có tới đó chính là 240GB NVMe. Với 240GB này thì các bạn có thể sử dụng để cài Win, rồi các bạn có thể cài thêm một số phần mềm đồ họa làm chuyên nghiệp, giúp cho các bạn có thể mở được những cái ứng dụng này nhanh hơn cũng như là mở máy lên nhanh hơn. Vì cái tốc độ truy xuất dữ liệu của cái ổ cứng này nó lên tới đó chính là 3000MB trên giây. Và để giải quyết cái vấn đề nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng cái CPU Threadripper 1290X này thì bọn mình sẽ sử dụng một chiếc tản nhiệt khí đến từ Cooler Master. Nó có tên đó chính là Master EMA621P. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Alphard Computer hiện tại thì đã hết hàng chiếc tản nhiệt khí này rồi. Vậy nên sự thay thế của mình ở trong cái bộ cây này thì mình sẽ sử dụng một chiếc tản nhiệt nước đến từ Deepcool, đó chính là chiếc Kato 240 RGB. Đối với trái tim của toàn bộ hệ thống này thì bọn mình sẽ sử dụng một bộ nguồn đến từ Seasonic có công suất đó chính là 620W. Và cái điểm đáng chú ý của bộ nguồn này thì nó sẽ được đạt chứng chỉ đó chính là 80+. Và tất cả những linh kiện mình vừa kể trên này thì nó sẽ được nằm gọn ở trong một cái bộ vỏ đến từ Sigmatec có tên đó chính là Venom Glass. Và cái độ đẹp của cái bộ vỏ này thì ngay bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cũng như là tất cả những linh kiện khi mà mình lắp vào cái bộ cây này nó sẽ như thế nào. Ngay bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em đi khám phá hiệu năng ở trên bộ cây này.